Đó, đó, đất nó dồn hết xuống thành một cục này cái gần cái cơ nhị đầu. Đất thì thôi không, mình không gấp thay vào ngày nữa. Bây giờ mình làm các thứ là cho nó mềm mại ra thì nó an toàn hơn, và mình tập cho nó khỏe lên thì nó hỗ trợ cho từ một giây nó làm một bó, nó làm việc cho hai bó. Vai anh đau từ bao giờ đấy ạ? Đau thì ngày xưa là cách đây khoảng là năm, hơn năm rồi. Tôi bị viêm cái gì gọi là gân nhị đầu này, xong rồi sẽ đứt. Dạ. Thế thì cách đây khoảng tháng này tình cảm nó, tình cảm mình làm động tác gì nó sẽ sai, mình nhói không ai. Nhói rồi đấy. Và nó nhói vùng cơ này. Dạ. Bây giờ không cản trở cả vẫn đánh thể thao bình thường. Vâng. À. Bây giờ nó cũng không đau cái gì cả. Nó hôm nọ thì lúc điện cho, hôm điện ra thì nó đau cái vùng cơ này, nhưng mà sau nó hết luôn. Bây giờ thì nó không đau nữa. Không đau nữa. Thì chẳng mình làm cái động tác gì đó nó lại nhói cho cái bài. Vâng. Bình thường sao bây giờ vẫn chơi thể thao vẫn thoải mái. Anh chơi sao gì? Cả chân hít cả tổ lông. Đứt xuống luôn. Đứt xuống lên. Đấy. Đứt xuống. Đấy, so lấy hai cái tay này. Đấy, anh co tay vào. Đó, về cái đứt nó dồn hết xuống thành một cục này, cái gần cái cơ nhị đầu. Đau. Không. Thế thì đúng không? Mà bình thường thỉnh thoảng là vẫn có động tác chẳng nãy cởi áo nó vòng thế nào đấy, sao đi nó giật cái nó bị nhóm cười, nó bị hơi giật giật tí nó đau xong nó hết ngay, nó kiểu nó nhói cái thôi nên tại cái chỗ đứt nó đúng. Đây vẫn nhìn ở dài nó đứt trên tay bình thường ở trên này đó, đứt chỗ này bình thường nó ở trên này. Đây, không chỉ này, đứt xuống, nó dồn xuống dưới. Nhưng mà thực ra nó không ảnh hưởng gì đến lực của mình đâu nhé. Thế ạ? Ừ, vẫn... Vì nó còn một cái đầu gân như đầu nhắn. Nó vẫn còn một đầu. Nó có hai đầu mà. Thế nếu mà đứt đầu thì sao? Dạ, đứt thì thôi, không mình không gấp tay vào ngày nữa. À. Vâng, nếu nó đứt hẳn cái đấy thì mình không gấp tay. Không cử động được. Để. Nó sơ sơ lại. Bây giờ mình tập cũng như mình vật lý chi tiết các thứ để cho nó mềm mại, cho tức là để hình thức là nó là cái sẹo xấu. À. Hình thức của nó là như thế. Anh biết cái này, đây cái gân nhị đầu dài đây này, nó đây này, đứt đây nó tụt lại đây nó xuống đây, nó tụt xuống đây đứt rồi đứt tụt xuống đây, còn đây là cái gân nhị đầu ngắn này, đó đây này, đấy gân nhị đầu ngắn này, nó còn nó bám vào cái mỏng quạ này, cho nên là nó vẫn cứ làm việc nhiều, nó vẫn làm việc rồi. Và bây giờ là anh bị đau cái này, à, chỗ này. Rách cả cái phần này. Em để lâu thì nó có sao? Thì thực ra mà nói thì dần dần nó thoái hóa ra, nó tích tụ, nó sơ hóa, canxi hóa nhiều thì nó hay cái tần suất nó sẽ đau nhiều hơn thôi. Để lâu dần dần nó sơ hóa, canxi hóa, cái độ đàn hồi nó sẽ kém đi. Độ đàn hồi nó kém đi thì nó sẽ có nó rất dễ bị đứt. Đấy bao giờ thế? Thì đương nhiên là mình chăm sóc nó thì nó sẽ tốt hơn. Để nó sang mà nó mềm mại, nó sẽ có sự đàn hồi lại. Rõ ràng nó không phải viêm vết gì đâu. Vâng, do nó lâu ngày thì nó bị nó sơ hóa, nó canxi hóa cái vùng đấy rồi. Để thích thì nó đau thôi. Bây giờ mình làm các thứ là cho nó mềm mại ra thì nó an toàn hơn, và mình tập cho nó khỏe lên thì nó hỗ trợ cho từ một giây nó làm một bó, nó làm việc cho hai bó. Vâng, thì mình khi mình hoạt động cái gì đó thì mình sẽ cần phải mình khởi động kỹ hơn. Tránh để tình trạng mà chưa khởi động gì mà làm, ví dụ anh chơi tennis hay chơi đồ chưa khởi động rồi anh vô một phát là nó dễ bị đứt, vì nó cũng sơ hóa một phần rồi. Cứ giải cảnh anh sai nó, anh sai này mục đích để làm sai là máu nó đến nuôi dưỡng nhiều hơn mà, và cái gân này nó mềm mại hơn. Thế thôi, chứ còn khi mà anh không đau thì cũng không cần làm gì nhiều lắm. Nói chung là thấy là yên tâm nhỉ, không có vấn đề gì. Không, thì sẽ bảo đứt. Đúng rồi. Nhưng nếu mà đây là cái này mà không chăm sóc cho nó thì nó đứt đấy. Và bây giờ nó còn mỗi một cọng. Nếu mà có đứt thì lại chỉ nối được cái sợi này thôi, cái sợi kia chưa chắc nối được, vì nó anh đi bán được năm rồi. Nó chắc tầm khoảng hơn năm. Dạ. Đứt được khoảng hơn năm. Vâng. Đấy, nó sơ rồi, cái cục này nó sơ. Để chăm massage.